Bản tin COVID-19 sáng 17 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.769 trường hợp nhiễm mới. Tính từ 18:30 ngày 16 tháng 7 đến 6:00 ngày 17 tháng 7, thành phố ghi nhận thêm 1.769 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố. Bệnh nhân mã số từ 44524 đến 46292. Trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố đã có hơn 25.600 trường hợp mắc COVID-19. Trong 1.769 trường hợp nhiễm mới được công bố, bao gồm 1.391 trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa, 378 trường hợp là người tại khu vực ổ dịch tới khám sàng lọc tại bệnh viện. Những ngày qua, thành phố tiến hành truy vết các ca F0 trong cộng đồng bằng chiến dịch xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm. Do đó, số ca F0 tăng nhanh nhưng sẽ giảm dần khi thực hiện liên tục. Trước tình trạng F0 tăng nhanh khiến việc điều phối đến các bệnh viện điều trị chưa đáp ứng kịp, thành phố đang xây dựng kế hoạch mở rộng số giường bệnh lên 50.000 giường, đề ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục vấn đề này. Trong bối cảnh nhiều tỉnh xung quanh áp dụng chỉ thị 16 để thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, thành phố sẽ ưu tiên hoạt động thu mua, sơ chế, chế biến, thống nhất phương án vận chuyển trong nội bộ địa phương, khu cách ly, phong tỏa và giao thông liên tỉnh, đồng thời ưu tiên tiêm vaccine cho những người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến và lưu thông hàng hóa ở các địa phương. Người dân từ các địa phương khác đến Thành phố Hồ Chí Minh học tập, sinh sống và làm việc là lực lượng rất quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Do đó, họ được xem là người dân của thành phố và được giúp đỡ, chăm sóc trong thời gian dịch xảy ra. Dù không có chủ trương đưa người dân về các địa phương, nhưng nếu người dân có nguyện vọng trở về và địa phương đồng thuận, thì thành phố sẵn sàng hỗ trợ, tổ chức phương tiện chuyên chở và các thủ tục để người dân trở về địa phương an toàn. Thành phố đặt ra 3 tình huống dịch bệnh giả định trong thời gian sắp tới. Một là số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng giảm xuống, khu vực nguy cơ cao đã được thu hẹp, khu vực an toàn được mở rộng. Hai là tỷ lệ ca mắc COVID-19 tăng dần, các khu vực nguy cơ cao, nguy cơ vẫn còn nhiều. Ba là số ca mắc COVID-19 tăng đột biến và có nhiều địa bàn thuộc nhóm nguy cơ rất cao hoặc không kiểm soát được sự lây lan trong cộng đồng. Để đạt được mục tiêu tình huống thứ nhất, thành phố kêu gọi sự chung sức đồng lòng, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhất là quy định về giãn cách, tránh tiếp xúc của mỗi người, mỗi nhà và cùng phối hợp với thành phố thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đạt được kết quả cao nhất. HCDC sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo. Tại cuộc họp sơ kết 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 chiều qua, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận định các khu công nghiệp và chế xuất là những nơi tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch cao, có thể lây lan ra cộng đồng nên cần phải thực hiện những biện pháp thắt chặt an toàn cũng như là đối phó khẩn cấp nếu phát hiện ca nhiễm. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thì trước ngày thực hiện chỉ thị 16, các khu công nghiệp và chế xuất có 1.159 ca nhiễm, chiếm 15% tổng số ca toàn thành phố. Nhưng kể từ khi áp dụng chỉ thị 16, những nơi này phát hiện 678 ca nhiễm, tức là con số có giảm nhưng trung bình vẫn ghi nhận tới 40 ca dương tính mỗi ngày, nên các biện pháp an toàn nhất phải được áp dụng và thắt chặt. Các doanh nghiệp không có cho công nhân người nhà vẫn ở trong doanh nghiệp của sản xuất vừa ở tại chỗ. Thì cái này thì cũng có số liệu để các đồng chí thấy rằng là cái việc mà lây nhiễm ở một cái cấp độ với là một cái thời gian rất ngắn. Dù doanh nghiệp đã được tầm soát, vùng phải chúng ta lấy mẫu tầm soát. Khi chúng ta bắt đầu thực hiện cái phương án ba tại chỗ hoặc là hai điểm đến một khu đường đó, thì báo cáo các đồng chí thì số liệu cho đến thời điểm đến giờ này là có tổng cộng 520 doanh nghiệp. Quan điểm của Thành phố Hồ Chí Minh là những doanh nghiệp nào đủ đảm bảo an toàn sẽ được triển khai sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ hoặc 2 điểm đến một cung đường. Tuy nhiên, thành phố cũng xác định phải đặc biệt thận trọng bởi đây cũng có thể là điểm nổ dẫn tới hội chứng bóng bàn. Tôi cho rằng đây là một cái điểm nổ rất là quan trọng. Thì công nhân họ không phải ở tập trung tại một chỗ, họ ở khắp rộng rãi khắp cái địa trên các địa bàn các quận huyện và một cái trường hợp nào đó mà lây từ cộng đồng thì lây cái nơi mà họ đang sinh sống thì nếu mà họ lỡ họ bị nhiễm một cái mà khi họ vô làm việc thì nó sẽ tiếp lây trong nơi họ làm việc và những người bị lây lại tiếp tục là lây ra cộng đồng như thế theo các nhà chuyên môn người ta gọi đó là cái hội chứng bóng bàn. Các cái khu nhà trọ đông người, trong đó nhất là khu nhà trọ công nhân, có những khu nhà trọ là rất đông nhưng mà rất hẹp, đó là những cái nơi mà có khả năng lây nhiễm rất cao. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã có 520 doanh nghiệp với hơn 95.000 công nhân đăng ký vừa cách ly vừa sản xuất sau ngày 15 tháng 7.
trong đó có 289 doanh nghiệp đã triển khai, được Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất phối hợp với Sở Y tế kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn để sản xuất. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa cho biết thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông, miền Tây đang đối mặt với sự bùng phát hết sức phức tạp của dịch COVID-19. Một số nơi thực hiện chỉ thị 16 chưa nghiêm, chưa quyết liệt. Trong những ngày tới có thể có nhiều trường hợp mắc gia tăng và có nhiều trường hợp sẽ có khả năng tử vong. Theo Bộ trưởng, biến chủng Delta lây lan nhanh, tốc độ tấn công tăng gấp 2-3 lần so với các đợt dịch trước. Do tốc độ bám dính đối với tế bào vật chủ, khả năng nhân lên nhanh với số lượng lớn trong tế bào dẫn đến việc phá hủy tế bào, phát tán mầm bệnh ra môi trường xung quanh trong thời gian ngắn. Chu kỳ lây nhiễm hiện nay chỉ còn 2 ngày chứ không phải 5 ngày như trước đây. Cũng theo Bộ trưởng, các khu công nghiệp cũng chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế. Các địa phương chưa kiểm tra, chưa giám sát, chưa xét nghiệm, đặc biệt là tâm thế chuẩn bị cho tình hình dịch lan rộng kéo dài còn rất lằn trần. Một số nơi vẫn còn trông chờ vào Trung ương, ngại mua sắm. Vì thế, Bộ trưởng đề nghị các địa phương đánh giá, rà soát lại các kịch bản đã đưa ra, chuẩn bị cho tình hình dịch phức tạp hơn. Về vấn đề xét nghiệm, trước Việt Nam chủ yếu sử dụng xét nghiệm PCR là chính, giờ sẽ thay đổi sử dụng test nhanh là chính. Lý do vì đặc tính virus phát tán mạnh, một người nhiễm, cả nhà, cả nơi đó nhiễm. Đặc biệt để tiết kiệm test nhanh, Bộ Y tế kiến nghị có thể gộp mẫu trong test nhanh, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, nơi có tỷ lệ nhiễm cao, đặc biệt là khu vực có diễn biến phức tạp thì có thể sử dụng test nhanh gộp 3-5 mẫu trong một test. Điều này vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo tốc độ, đảm bảo độ nhạy gần tương đương với mẫu đơn. Những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi vì thành phố mang tên Bác, người dân Nghệ An đã cùng nhau quyên góp lương thực thực phẩm để gửi vào tiếp sức cho người dân thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Có gì góp nấy, dù ít hay nhiều nhưng tất cả đều là tấm lòng tình cảm thân thương của người dân xứ Nghệ nhằm động viên, chia sẻ cùng chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh.